Thống kê từ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Hà Nội trong 5 tháng đầu năm ước đạt 169,7 triệu hành khách, tăng 8,6%, doanh thu đạt 237 tỷ đồng và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Và trong số này, các tuyến buýt trợ giá ước vận chuyển hơn 165 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu ước đạt 237 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Và cũng trong 5 tháng, các đơn vị đã điều chỉnh hợp lý hóa lộ trình, dịch vụ đối với 61 tuyến buýt, điều chỉnh lộ trình do tổ chức giao thông đối với 53 tuyến buýt và điều chỉnh thời gian biểu chạy xe đối với 76 tuyến buýt, triển khai các thủ tục để dừng hoạt động đối với 5 tuyến buýt từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 theo phương án điều chỉnh mạng lưới tuyến buýt giai đoạn 1 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận.